Chào các bạn. Có thể các bạn cũng đang thắc mắc mình là ai và tại sao mình lại ở đây. Mình xin tự giới thiệu luôn. Mình tên là Phú, năm nay mình 25 tuổi. Và mình vừa nhận được một offer làm từ một công ty đa quốc gia và được trải qua nhiều vòng phỏng vấn khắt khe. Chị nhân sự có chia sẻ với mình rằng một trong những lý do khiến mình được nhận làm ở đây đó chính là khả năng giao tiếp và ứng đối bằng tiếng Anh. My name is Phú. I 25 years old. Nhưng rồi, có một người bạn, mình đã biết được một bí kíp bạn truyền để giúp cải thiện khả năng nói, vốn từ tiếng Anh cũng như là cách phát âm. Và cũng chính bí kíp đó đã giúp mình có được công việc như ngày hôm nay. Và đó chính là Elsa Speak. 6.000 bài luyện tập giao tiếp, 37 chủ đề luyện nói, học theo giọng chuẩn quốc tế, được sửa lỗi sai tới từng âm tiết, có lộ trình học và luyện tập riêng, và đặc biệt hơn, có từ điển phát âm độc đáo. Hey Elsa, cảm ơn.